Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cái review áo khoác Suzan cao cấp chính hãng của Lavator nha. Và con này là con Dragon, con này là con Tam Long các bạn. Con Suzan ba con rồng theo Tam Long rất là khủng và đẹp của Lavator đã nhập về chính hãng nha các bạn. Con này là theo full, không phải hàng in các bạn. Tất cả các chi tiết trên áo là không có một chi tiết nào là in hết trơn. Tất cả đều theo full, từ cái đầu rồng, mình rồng cho đến những cái hoa xung quanh cái mặt trăng đây nè, cái lưỡi liềm nè các bạn. Và hai cái bên tay con rồng ở đằng trước, đây là mặt lưng các bạn. Đây là mặt lưng nha. Thì cái áo này á là các bạn có thể giống như là sử dụng được cả hai chiều luôn. Các bạn lộn ở phía bên trong, các bạn vẫn xài cái mặt ở bên trong là nó trơn các bạn, rất là đẹp. Và các bạn rất là áo này rất là dễ sử dụng bởi vì cái phong cách của nó rất là thoải mái, đường phố. Giống như anh em nào dù độ tuổi nào, già trẻ lớn bé gì cũng xài bình thường hết. Các anh em đừng có ngại, và nam và nữ luôn các bạn, không có phân biệt giới tính và độ tuổi nha. Ai cũng xài bình thường luôn. Và theo full đẹp như thế này, con rồng mạnh mẽ như thế này, nhìn nó rất là sang trọng và quyền lực như thế này. Nhưng mà cái giá rất là phải chăng các bạn. Đó, cái giá rất là tốt để cho anh em nào cũng mua được nha các bạn. Đó, và mình ai mà thắc mắc thì cứ comment hoặc là IB cho giúp Lào của Phi. Đó, để trong phần mô tả nha các bạn. Còn đây là mặt trước. Đây là mặt trước là theo Tam Long là ba con rồng, ở đằng sau là một con rồng các bạn. Còn hai con còn lại là ở đằng trước đây, theo nguyên một con rồng từ chính giữa ngực đi ra ngoài bên tay luôn các bạn. Bên đây cũng vậy các bạn, theo full từ đây ra ngoài sau luôn, là rất là đẹp, là Tam Long, rất là mạnh mẽ các bạn. Theo này, các bạn nhìn này, nó rất là dữ tợn các bạn. Con rồng nó đang thả miệng ra, chúng nó đang đớp một cái gì đó rất là mạnh mẽ luôn. Và hoa anh đào rất là to cánh, rất là đẹp, sinh động các bạn, theo nổi lên rất đẹp. Và con rồng theo thì khỏi nói rồi các bạn ơi, đây là một siêu phẩm nha các bạn. Siêu phẩm Tam Long này hiện tại đang là có cái giá rất là phải chăng. Anh chị em vui lòng liên hệ giúp Lào Quốc Phi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở trong những cái cuộc trò chuyện riêng trong tin nhắn. Và cũng như là quý anh chị em mà thắc mắc mà không có biết anh giúp Lào đó, thì vui lòng comment lên đi, Phi sẽ chủ động liên lạc nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và các bạn sẽ luôn ủng hộ Lavator để ngày càng mình nhập thêm những cái mẫu áo siêu phẩm về để mà coi như là có sẵn như này review cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào tạm biệt.